Dẫu biết chúng sẽ
đang chào đón tất cả quý vị khách quý đã có mặt trong đại lễ thành hôn của chú rể Xuân Thanh và cô dâu Nguyễn Trâm ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên cho phép kiến tiến xin đến toàn thể quý vị khách quý một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu luôn có sức mạnh vô hình, biến những điều không thể thành có thể. Và để có một tình yêu đích thực thì tình yêu phải đến từ hai phía, là đôi tim luôn luôn hòa chung một nhịp đập, là một người sẽ nắm chặt tay ta. Toàn thể quý vị và chúng ta thì không có thăng lâm nào và cảm xúc nào ngọt ngào và da diết như cảm xúc của tình yêu. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng đọng cảm xúc của mình để cùng thưởng thức ngày vui nhất đời em, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Yêu là niềm hạnh phúc, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Yêu nhau mấy núi cùng leo, mấy xe cũng lội, mấy đầu cùng qua. Yêu nhau không ngại đường xa, một vài hôm đến thì ba bốn ngày. Thưa quý vị thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 6 tại thủ đô Berlin, được sự nhất trí và đồng ý hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái, đôi bạn trẻ đã long trọng tổ chức đại lễ thành hôn. Và những gì ao ước chờ mong bây giờ thành vợ thành chồng rồi đây. Và ông bà cha mẹ hôm nay họ hàng bè bạn mừng thay cho mình. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Những người bậc làm cha làm mẹ luôn dành cho con của mình những tình cảm tuyệt vời nhất. Và ngay bây giờ cho phép Việt Yến xin được trân trọng giới thiệu hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng lên sân khấu. Lê Vinh Thủy trân trọng kính mời. Và vì đại diện của họ nhà trai ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng kính mời chú Vinh. Thưa quý vị, để có được ngày hôm nay thì hai bạn luôn luôn biết ơn công ơn sinh dưỡng của bố mẹ. Và ngày hôm nay thưa quý vị thân mến, cầu truyền hình chúng ta đang cùng live stream trực tiếp. Để bây giờ, trong giây phút này, bố mẹ của hai bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chúc mừng bố mẹ của hai bạn, đó là ông Bùi Xuân Ngọc và bà Phạm Thị Thúy. Vâng, xin chúc mừng hai ông bà đang rất hạnh phúc, đang theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được thủy quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời phát biểu, những lời cảm ơn đến từ họ nhà trai. Kính thưa toàn thể hội trường, trước tiên tôi xin thay mặt họ nhà trai xin kính chúc toàn thể hội trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là một niềm tự hào, niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn. Nhân đây, thủ tướng thay mặt gia đình mời mọi người nào, nhất là ba của cháu Thanh, vì điều kiện không thể tham dự hôn lễ của hai cháu được, chúc hai cháu năm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ. Để ngày hôm nay một không khí tuyệt vời hơn, sẽ có một vị đại diện dành những lời phát biểu, đó là trân trọng kính mời bác Sơn sẽ cùng lên sân khấu ạ. Kính thưa toàn thể hội trường, kính thưa em họ,
cháu Xuân Thanh, Nguyễn Căn tìm hiểu với nhau thời gian rất lâu dài, tình cảm đã đến hôn nhân và đã được sự đồng ý của hai gia đình cũng như hai họ. Thì hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Xuân Thanh và Nguyễn Căn. Tôi rất vinh dự là đại diện hai nhà cái có đôi lời. Thứ nhất là cảm ơn tất cả anh em bạn bè, quý đồng hương bớt chút thời gian về tham dự lễ thành hôn của hai cháu cũng nghe gia đình. Cũng qua đây cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới hốt trường, một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, và cuối cùng chúc cho hai cháu từ nay đã là vợ chồng có một cuộc sống thật là hạnh phúc đầm ấm. Tôi xin hết. Vâng, và một lần nữa cho phép Việt Tiến xin. Và thưa quý vị thân mến, để cho hai bên gia đình thể hiện mối tình thắm kết bền nhau và dài lâu, xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng đứng sát lại và dành một cái bắt tay thật nồng thắm được không ạ? Vâng, và một lần nữa xin chúc cho hai bên gia đình nhà trai nhà gái luôn luôn thắm tình đoàn kết và đoàn kết cho đến mãi ngàn đời sau. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Những giây phút đang rất xúc động và rất thiêng liêng. Thưa quý vị thân mến, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng hướng tầm mắt của mình lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng nghi lễ đầu tiên của chương trình, đó là trao cặp nhật cười. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. Falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Diện của nhà trai và nhà gái để hai bạn sẽ cùng dâng những ly rượu hiếu kính để tỏ lời cảm ơn đến hai bên gia đình, để cùng nhau chúc ly rượu hạnh phúc, và xin mời hai bạn sẽ cùng nâng hai ly rượu và khoác téo tay nhau. Xin mời chào quý vị, và bây giờ Việt Tiến đến 1 2 3 thì quý vị sẽ rô 2 3, quý vị sẽ rô 2 3, quý vị hô thật to là từ chúc mừng hạnh phúc, quý vị có đồng ý không ạ? 1 2 3. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chào quý vị. Và ngay bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một nghi lễ tiếp theo. 1 2 3 bắt đầu. Rất nhiều nào, rất tuyệt vời. Lần nữa xin cảm ơn hai bạn rất nhiều, và bây giờ thì tạm tái mình về bên nhau.
Món thứ 5 là món đồng bò ướp tựa cầu trâu. Món thứ 6 là món tôm vàng nhảy múa ngồi nhau bỏ hàng. Và ca khúc đầu tiên mà chương trình ban nhạc của ban nhạc chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị, một ca khúc rất là nhẹ nhàng và rất là nặng hàng. Và vị tiến sẽ được song ca với nữ ca sĩ Thu Loan, ca khúc mang tên Lâu Đài Tình Ái. Xin quý vị cùng thưởng thức.
ca khúc Lâu Đài Tình Ái được không ạ? Cảm ơn chúng mình rất nhiều. Ca khúc và để góp vui cùng với cái buổi lễ thân hôn hôm nay thì bài hát bạn cần đề đi tìm câu hát lý yêu nhau. Anh nhớ em như thế, thời cũ thấy hình, cũng thua rồi.
Và bây giờ là anh xin nhắc lại, màu đỏ là của em. Nếu em làm thì em dơ, còn nếu như chị làm, Sơn Thanh làm thì Sơn Thanh sẽ dơ đây. Rồi bây giờ là buổi tối ai sẽ đi pha sữa cho em bé? Chú rể tuyệt vời, chú rể đã dơ lên là sẽ đi pha sữa cho em bé. Và đó là một người chồng rất yêu thương vợ. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn. Nếu như mà trong cuộc sống thì hai bạn mỗi khi mà hai người cãi nhau đúng không? Cuộc sống thì lúc nào cũng có lúc vui lúc buồn đúng không ạ? Khi hai bạn giận nhau, giận dỗi nhau, ai sẽ là người chủ động làm lành đầu tiên? Ai ạ? Cô dâu tuyệt vời, đúng là một người vừa hiền vừa đảm đang. Ai ạ? Một tràng pháo tay chào đón cặp đôi song ca của các bạn trẻ trang quý cùng lên sân khấu. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc mang tên Nối Lại Tình Xưa. Xin hỏi bạn tên là gì? Nguyễn Thanh Quân.
Vâng, một tràng vỗ tay cho bạn Quân ạ. À, năm này lấy vợ luôn ạ. À. Chúc mừng. Vâng ạ. Xin chúc mừng Quân rất là nhiều. Đã nhận được một bó hoa tươi thắm của cô dâu của chú rể. Vâng, và bây giờ chúng ta đến nhà